Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông và xu thế tăng nhiệt đã trở lại trong ngày hôm nay khi không khí lạnh đã suy yếu. Trong khi đó, tại Nam Bộ có mưa do ảnh hưởng hoàn lưu từ cơn bão số 14 suy yếu. Thời tiết khu vực này phát mát mẻ và dễ chịu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận duy trì thời tiết mát mẻ do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió đông bắc lạnh và khô. Trong ngày mây thay đổi, nắng yếu gián đoạn, đêm và sáng sớm trời se lạnh, mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 14 suy yếu, ngày mai thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ phổ biến mát mẻ, dễ chịu. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tại phía Nam, trong ngày Giáng sinh, trời se lạnh, về tối không mưa, rất phù hợp cho các hoạt động đi chơi. Nhiệt độ thấp nhất về đêm là 24 độ. Trời có gió nên tạo ra cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.